như bạn hỏi Hà là tại sao Hà lại cực như thế, mình có thể tự đi mua một số món có thật, có sạch. Xin chào và chúng mình... xin chào, mình là Hà Sumi và chúng mình đã gặp lại nhau rồi đây. Yeah. Và trong vlog đợt trước đó thì Hà đã cùng các bạn đi vào rừng thông để mà nhặt nhạnh một số cái lá dương sĩ cũng như là mấy cái trái thông như thế này đúng không? Và cũng đi vào công viên để lượm mót những cái cây khô. Đồng thời thì tụi mình cũng đã đi một số cái shop ở Sài Gòn để mà mình mua một số vật dụng trang trí chỉ bé bé xinh xinh thôi. Và thực sự thì có rất nhiều bạn hỏi ồ tại sao Hà phải làm vậy cho cực vậy? Thì có 3 lý do Hà muốn tự tay mình làm tất cả mọi thứ. Thứ nhất là Hà muốn tiết kiệm chi phí đến mức tối đa. Thứ hai nữa là Hà muốn kiểu những cái đồ vật nó thân thiện với môi trường ấy, và sau khi mình sử dụng xong thì cái việc mình thải ra môi trường ít rác thải nhất có thể. Và cái cuối cùng là Hà không muốn là cất giữ những cái món đồ này sau 1 năm và đến 12 tháng sau mình mới sử dụng lại thì Hà không biết là những cái đồ vật đó còn tốt hay không. Và mình thì cảm thấy cất giữ những cái đồ vật thừa thải trong nhà thì có cái vẻ gì đó không thích lắm. Ok, nếu như mà bạn nào vẫn chưa có kịp coi vlog đợt trước của Hà thì Hà sẽ hứa là để link đâu đây nè, các bạn cứ bấm vào để xem nhé. Nhưng mà Hà cũng muốn giới thiệu sơ qua một số thứ mà Hà đã mua được từ đợt trước cũng như là tổng thiệt hại của Hà lên đến bao nhiêu rồi. Ok, đây là cái bị mà Hà mua nè. Đầu tiên Hà mua cái wrap này thì hai tờ tầm khoảng 6.000 thôi. Rồi, đây là một cái cây đào đông, nó màu đỏ như thế này, Hà mua nguyên cả cái bịch này thì 30.000. Và tiếp theo đây là một cái bị trái châu, giá tầm khoảng 40 hay 45.000 đó, Hà không nhớ rõ nữa. Nhưng mà tầm khoảng 2, 4, 6, 8, 10, 12 trái như thế này. Và Hà thích đi theo cái tông màu vàng với màu nâu của gỗ, kiểu mộc mộc á, chứ Hà không làm theo cái tông màu xanh lá cây và màu đỏ. Rồi, tiếp tục là đây là một cái cuộn dây, dây này thì Hà mua hình như 15.000 á, cũng khá là dài, khoảng hơn 10 mét. Hà không chính xác nhưng mà cái cuộn này Hà nghĩ là làm đủ rồi. Và thêm một cái sợi dây đèn lông đóm như thế này và nó chạy bằng một cái pin tròn và bạn chỉ cần bật lên như thế này là được rồi. Đây thì đó nó vậy á. Đèn lông đóm này Hà mua với giá là hình như 40.000. Ok, vậy là tổng thiệt hại của Hà khi mà mua đồ trang trí mới chưa đến 150.000 đồng. Ok, và trước khi bắt tay vào thực hiện thì Hà sẽ nói sơ qua một chút xíu về idea của mình ngày hôm nay nhé. Đầu tiên thì Hà sẽ sử dụng nguyên cả một cái bảng gỗ này luôn để Hà làm nên một cái cây thông Noel từ mấy cái nhành cây khô này. Ok, và sau đó thì cái khúc này Hà sẽ để một cái bình hoa này đi. Đó, hoặc là Hà sẽ để cái này xong sau đó Hà mới treo đèn lên làm cho cái không gian của mình nó ấm hơn bằng cái đèn màu vàng. Ok, let's go, làm thôi. Và để cây thông của mình có cái độ chắc chắn và đẹp thì Hà nghĩ là Hà sẽ chọn ra một số cây nào mà kiểu nó hơi cứng cáp và nó có cái độ phẳng phiu vừa phải cũng như là cái hình dáng của nó đẹp đẹp một chút. Đây, mấy cái cây này nè. Nói chung mà nó cứng cứng là được à. 1, 2, 3, 4, 6. Hà nghĩ là cái này Hà sẽ làm 6 tầng. Và sau khi đã chọn xong những cái thanh này thì Hà sẽ dùng cái sợi dây thừng này Hà kết nối lại tụi nó với nhau và mình sẽ treo lên tấm bảng nhé. Thank you.
vậy là Hà đã làm xong cái khung của cây thông Noel rồi. Và cái việc tiếp theo của Hà bây giờ là Hà sẽ trang trí một số thứ lên đây để cho nó nổi bật hơn. Kiểu mình sẽ gắn đèn nè, gắn thêm cây lá gì đó. À xí xí, Hà có một cái idea là bây giờ trong cái quá trình mình làm á, để cho nó có không khí hơn thì Hà nghĩ là Hà sẽ mở một bài nhạc gì đó cho chill chill một chút xíu đi ha. Và trong những cái bài hát mùa Giáng sinh thì có một bài Hà khá là thích. Khoan, để Hà mở. Bài đó tên là The Wonders of Light. Một cái bài retro khá là lâu rồi nhưng mà cái nhạc á, cái giai điệu của nó hết sức là dễ thương. Hà mở cho mọi người cùng nghe ha. The wonders of light got the prettiest sight for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right where I wanna be. I will be home for a couple of days, wander around with you. You and me in the cold, thought it'd never be true. Wherever I go, I got you. Oh, I have stopped running, there is no way trying. You better loosen your belt. Drinking hot wine by the fire, don't care of anything else. It's Christmas and some kind of love, my friend. I pray it will never end. Do you like to be here too? It's Christmas and outside snow's glistening. Just you and me tonight, I'll spend all this Christmas with you. Oh, it's such a charm, got you up in my arm. There's nobody at the door. You said I wish this will never be over. Darling, it's time for your present, come over here. Now it is time to get out in the snow, lighting a light with you. Choirs will sing and the joy bells will ring. Nobody loves you as much as I do. It's a wonderful feeling from floor to the ceiling. It is that time of the year. Drinking hot wine by the fire. Here on our own, we got nothing to fear. It's Christmas. Some kind of love, my friend. Pick up some candy canes and hang a wreath on your door. It's Christmas and outside snow's glistening. It's just you and me tonight. It's just you and me tonight. It's just you and me tonight. I'll spend all this Christmas with you. It was the night before Christmas. I was closing down for business. Và tiếp theo thì Hà sẽ lấy thêm cái đoạn từ dưới cái này để mọi người thấy cái thông vào. Jingled once more, and then time almost came to a stop. But somehow I knew, and maybe so did you, that now on. Yes, from this Christmas on, this Christmas on, from this Christmas on, it's gonna be you and me decorating. Christmas.
And somehow we knew that we'd found something true, and that everything would change from now on. Yes, from this Christmas on, this Christmas on, from this Christmas on, it's gonna be you and me decorating the tree from this Christmas on. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring and bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. So bring it out here. The tidings. Yeah, đây. Đây chính là cái không gian ấm áp của Hà trong mùa Giáng sinh năm nay. Và thú thật với các bạn luôn thì đây là lần đầu tiên chính tay Hà trang trí nên cái góc ấm áp này. Cho dù bạn có đạo hay là không có đạo, cho dù bạn độc thân hay là bạn có gia đình rồi, cho dù bạn vẫn một mình hay là đã có couple, thì cái mỗi mùa Giáng sinh về nó đều cho mình một cái cảm giác lâng lâng khó tả. Và Giáng sinh về thì cũng đồng nghĩa với là một năm cũ gần sắp kết thúc rồi, để chào đón một cái năm mới nhiều kỳ vọng hơn nè, nhiều cái sự đổi mới cũng như là có nhiều cái niềm hy vọng mới trong năm 2020. Và Hà cũng xin chúc mọi người có một mùa Giáng sinh thật là an lành, ấm áp bên cạnh những người thân yêu của mình. Và chúng mình vẫn còn đồng hành với nhau chứ, dĩ nhiên rồi đúng không? Chúng mình sẽ còn đồng hành với nhau trong nhiều và nhiều mùa Giáng sinh hơn nữa. Vì vậy thì các bạn ơi, còn chờ chừ gì nữa, không nhấn nút subscribe cũng như là nhấn cái chuông bé bé xinh xinh đi, để cho chúng ta có một cái cơ hội gặp lại nhau vào mỗi thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên kênh của Hà Sumi. Mình là Hà Sumi, một cô gái đang tập sống tối giản và muốn tự tay làm hết tất cả mọi thứ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những vlog lần sau. Bye bye, bye bye, bye bye. Love you.